mẹ mấy này trời ơi trời, chơi bộ bộ cung lôn nữa à, mày phải cung lôn không ta? Mở thuộc tính lên anh coi cái coi cục cưng baby, mở thuộc tính lên coi anh coi cái coi á. À, đội này VIP nha, đội này phải gặp mấy đội dữ 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 quýnh mới ngon. Má cái đội này phải gặp thủ mẹ cỡ là đội mà cướp ngân hàng đồ chơi mới sướng nha bà con. Đập mẹ đang xem live tại Võ Lâm BK.net chứ kênh tôi. Oh, sorry anh em, đủ lộn, ý lộn. Xin lỗi anh em đang xem tại Võ Lâm BK.net. .net đàng hoàng nha. Đâu hết rồi mấy ba? Mấy ba của tôi đâu hết rồi? Anh chị em mình nhớ bấm like, bấm share, ủng hộ kênh nha anh chị em. Vâng, các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi luôn nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi luôn nha anh chị em. Đăng ký làm chi, đăng ký để mốt tôi like rồi các bạn rồi là biết đồ á không. Alo thằng lồn, alo thằng mặt lồn. Alo thằng mặt lồn. Bạn đâu rồi? Cố lên nào bạn ơi. Oh yeah, come on baby. La 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 la. Đánh con cặc gì tụ mẹ. Tèm mày đâu? Đầu riêng nó lùa hết. Sợ con cặc gì? Sợ con cặc gì tụ mẹ mày, sợ đéo gì tụi này. Ok đâu rồi cái te cái chào đội CVA đồ nè. Mày liên hệ cái đội trận 2 giùm anh cái Quỳnh để đủ mẹ tụi nó lo ăn cơm quên mẹ giờ đó. Ôi này không có tinh thần chiến đấu con cặc gì hết. Mở miệng ra là đủ mẹ mày nè, rồi ba ba đi anh quất hết, ba ba đi, ba ba, ba con cặc giờ ba ba rồi đó. Có thằng cặc nào đủ á cũng sợ hết à. Tao quản ngại cái tú Sài Gòn đủ hóa ghê à. Tao quản ngại luôn nè, Sài Gòn con cặc đủ ngoài rồi. Tao cũng đủ ngày dân quản nè. Đủ rồi ơi, Sài Gòn con cặc gì. Lên Sài Gòn kiếm cơm ăn chích đói chích đĩa mẹ luôn nè. Sao thằng Tài nói tú bị tai biến tay cái lồn má rồi. Chứ tai biến này điên quá à. Một thằng chưa đi làm về. Đưa ạc đây, đưa ạc tao đủ má, tao quất luôn. Tụ mẹ mày, tao quất luôn. Tụ mẹ mày, đưa hạt tao, tao quất luôn cho. Tụ quá mày, tao vô khai mạc luôn. Sợ con cặc gì mấy thằng này. Không có sợ gì mấy thằng này á. Đủ ạc người ta ba ơi à. Tụi nó không vô à. Đợi xíu đủ mẹ. Xem đủ mẹ xem sao. Mày áp mày vô nha mi luôn đi. Đủ mẹ mày. Được không? Được không? À đòi thằng kia đâu? Thằng kia đâu? Đủ mẹ mày. Thằng kia đâu? Mà đủ mẹ mày ai làm vậy? Làm vậy đủ mẹ lỡ tao thắng cái à, khó coi lắm á. Tao thắng cái mày này nó khóc lóc rồi chết luôn á. Chứ phải chơi đâu. Tụ ngoại rồi tao thắng cái là chết luôn á. Vương USD đủ má mày, vương đầu bùi, vương đầu cặc chứ đầu USD con cặc gì. Đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Thằng lồn. Ủa má anh xử cho mày thua luôn đi ba. Cái đội mày điên của đội cặc vậy. Cho đội 2 qua đi, cho đội 2 qua đi. Liên hệ đội 2 đi Quỳnh. Ủa á đội 2 đâu rồi. Liên hệ đội 2 luôn đi. Cho nó đánh sớm luôn nè. Đội 2 cho đánh sớm luôn. Đủ mà hỏi được không? Được nè, vô quốc luôn nè. Thằng giờ đang ăn cơm á. Đủ mà ok. Ok. Đủ mẹ rồi. Nó đủ mẹ. Nó chịu thua rồi. Nó chịu thua rồi. Đủ mẹ nó. Chưa cặc gì, chưa đánh gì, trận khai mạc gì chịu thua rồi. Đánh gì cái đầu cặc vậy trời. Tem như con cặc vừa đánh gì người ta đang. Trời sợ con cặc gì mình chơi thì chơi thôi chứ sợ con cặc gì đâu mà. Coi đồ hả.
Đó, Dương Đầu Bùi con cặc với Dương Đầu Bùi. Tào tao cái tú mày bị nhiễm Covid sớm thôi, sớm tỉ mày á mày Lữ Dương. Tao nói thiệt đủ má, mày làm heo y con mốt mày cũng bị lông mồm lỡ móng à. Rồi cho đội 2 qua đi em ơi, cho đội 2 qua liên hệ đội 2 sớm luôn đi. Chuẩn bị cho đội 2 xuất phát luôn nè anh em. Lồn này khỏe thiệt ta. Dạ. Đủ mẹ nó gặp cái tem nào đập cái tem này cho chết mẹ nó cái rồi. Hello anh chị em nha. Hello các bạn đang xem live trực tiếp tại gọi là fanpage Võ Lâm BK.net. Tủ cho anh em thấy mặt cái coi mày đẹp trai. Thử cái lầu má đó thiệt mày hơi bị đẹp trai luôn á. Đẹp trai, móc hai máy, móc hai like. Đủ quá đâu thiệt. Nè bây giờ này tụi bay chia sẻ mạnh tay mạnh chân lên. Đủ quá member lên hả. Member lên 1k member đi. Đủ tao móc con cặc ra tao đập bàn phím. Cái bóp cho tụi bay coi chơi đâu, móc con cặc ra đập bàn phím liền. Nói làm liền luôn. Nói là có chứ không phải sầu lồn với tụi mày đâu. Tụi mày đủ quá, cứ tin tưởng hơn anh đi. Đó, 39 một lần qua nè. Đó, đủ 39 một lần này đội nào đây? Đủ mẹ, 39 một lần này là bên nào? Thằng 69 một lần này là đội nào đây? Này 39 Mỹ gà. Đủ mẹ, mày một lần qua đây chi một lần. Rồi, Ali Cuba em. Cái gì em? Em nói sao? Ali Cuba em, đồ á, Ali Cuba em. Ali Cuba em với đồ quá, quyết không nằm cạc lồn này, không nằm cạc mà mày lanh dữ ta. Anh em đợi tôi chút xíu nha, chờ xíu nữa, chưa tới giờ của thằng kia. Đang cơm nghe tú mà lò sao lồn. Sặc cả cơm, đồ cũng ghê rồi. Tao thiệt, một lát nè, member lên mạnh đi. Tao móc con cu đập bàn phím cho tụi bay nghe chơi. Tao đập bóp luôn, cái lồn á, đập bay đúng cái tơ lên luôn. Tao đẹp con cặc phải mày, mày làm gì có cặc trai ấy trai. Tao thiệt với mày nha, nói thiệt mày, tao mà không có cu thì đủ quá thiệt. Tao có cu thì lụ mẹ mày làm sao có dũng cờ lê mày. Nói đủ mày nói điên không à. Mày là tài hay tú hả? Trời ơi đủ má tao thiệt. Mày không mày mày nghe tiếng tao mà mày còn hỏi kiểu đó thì thôi tao thua. Mày đéo phải fan của tao rồi. Mày nghe tiếng tao mà mày hỏi cái câu đó là mày không phải fan của tao rồi. Lên nào anh chị em, để cho chút mua sạc lên cho nó sung sung mua xịt chứ quên chứ phải mua sạc. Lộn nó lại. Cho chút mua xịt đồ lên cho anh em mình chơi cho sung nha anh em. Đồ chơi cho mua xịt đồ lên cho nó sung sung nha bà con. Vô đó. Yeah. Lên bấm cái quạt giùm anh cái em ơi, nực quá em ơi. Nào cùng vui lên ai. Dạ yeah. Chào tú nhé, được đang nhậu không xem like được để xem phát lại. Ok. Mày có dũng cà lê chỉ là hợp pháp thôi mà chết vì đi có điên quá. Mở bú à. Ok, nếu mà anh em thích bú thì tôi cho bú. Ok, nếu các bạn thích bú thì tôi sẽ cho các anh em gọi là bú. Ok, nếu mà các bạn thích bú thì tôi cho anh em bú nha. Đó, đủ quá lên giặt rồi đó. Ok chưa? Lồn kia vô hỏi cái đủ quá anh em nói nó quá đủ mẹ nó đi luôn rồi, bỏ tôi luôn rồi, mất mem luôn rồi. Đủ quá cái bật quạt cái đéo bật đi đâu luôn, cái lồn má thì chán cuộc đời thì. Má cái đội này ngon nè, đội này đủ quá, mặc đồ ghê thiệt ta. Bộ ăn ban rồi đủ để coi nhỏ này có mặc đồ gì không. Đủ quá, nhỏ này mặc quần phủ không ta. Đủ quá, đéo còn khăn lôi luôn. Đủ quá, tao giái nha, tao giái vô gặp chỗ đang. Đủ quá, trưởng chích mẹ luôn.
lồn này, có thằng lồn này mặc đồ gì? Kháng quả, làm chậm, kháng quả, hai món kháng quả. Ủa đủ má kháng quả nhiều vậy thằng lồn? Mặc cái lồn què mà kháng quả nhiều vậy? Thằng lồn mà kháng quả nhiều vậy? Đủ má chì ghê ta. Boo, shake a boo, shake a boo, you don't like. Và hai thằng lồn củ cặt kia đâu rồi? Chưa lên sớm nữa. Tí cô nương Monty K, Bonnie Love gì đâu hết rồi. Con bảo em là bỏ gì anh? Em bỏ hả? Em bỏ anh đó. Đủ mẹ, tem này tem củ cặt hay gì vậy? Để coi coi thằng kia coi. Coi thằng này coi. Thằng này coi coi nó làm sao. Nó chuẩn bị rồi nhưng mà bên kia nó bỏ rồi mà. Nó chuẩn bị rồi mà bên kia bỏ hả? Trời ơi, đủ mẹ chứ này tao cho đánh hết ngày luôn quá. Mấy thằng này đủ mẹ. Mấy thằng này chắc đủ má, chắc chơi chung với nhau quá. Rồi ok, bây giờ cho đội thứ ba vô luôn. Quý không nằm cạc đủ mẹ. Cho đội thứ ba vô tập trung luôn đi. Alo, đủ mẹ, tập trung, đủ má, tập trung. Rồi mày phải cho thằng gì ta, Đông Trùng Hà Thảo đi. À, mấy này đánh đủ mẹ, mấy này đánh con cặc kỳ kỳ vậy ta. Mấy này nó bị quýu vũ kiệu hay sao á. Ở Mỹ nó bị đủ mẹ, bị si cà nứng hay sao ta. Hey, đủ hóa nhạc ghê thiệt. Hey, đồ không à, thấy ghê không, hóa nhạc dữ. Ờ đủ mẹ cái gì vậy, copy. Ở sao gấp bi tên lồn nghĩ ra gì kỳ vậy? Are you ready? Rồi cho tem kia tập trung đi em ơi. Mấy anh đồ biết mấy này đồ cùi cái là đồ á nó sợ rồi. Mấy này đồ cùi cái là nó vậy á. Trời đủ mẹ sao copy đồ, copy cặt ra tên kỳ vậy ta. Boo, shake a boo, shake a boo, to the left. Server hả? Server này là server đấu trường anh em à. Anh chị em nào muốn chơi tại server của mình thì anh em tập trung nhanh tay nhanh chân vô server. Đó là hồi nhỏ đó anh em, server mới mở nha các bạn. Come on now. Đồ má mấy này tập trung đầy đủ rồi nha, để coi tem này coi. Rồi tem này đủ quá, tem này được mày nha. Tem này được mày nha. Đó, địch mẹ này, Thiên Dương Bang này là coi như là mày chết mẹ mày rồi con. Đủ quá, xem chín mỹ gà này được nè, thêm một bội nè. Mấy đồ này hạn sử dụng nha anh chị em, đồ hạn sử dụng nha. Đó, bao thích tem này ngon nè. Đồ má tem này ngon nè. Ê. Tem này có liên minh không? Đủ có liên minh với ai không? Đủ mẹ. Tem này ngon nè, tối trước ạc đang mang đồ ạc ảnh cũ. Đồ mẹ không có đổi đồ được đâu. Đồ không giao dịch được. Yên chí, đủ mẹ. Mày khỏi phải lo. Come on now. Anh nào cái con nào càng định tem nó on chưa? Thằng nào? Rồi thằng Quyết nào càng tem nó on rồi mà bây giờ còn cái tem này nè. Rồi đang chuẩn bị on đúng không? Rồi ok. Sao để đánh luôn đúng không anh? Ờ đánh. Rồi ok cứ kêu lên đi là quất luôn á. Mặt anh túi giống tài, giống cái lùng má mày giống tài. Đồ hẹ mặt anh là mặt tiền chứ không phải mặt tài. Đồ hẹ mày tài nhiều cái tài lắm mày. Tài lanh đủ má, tài lanh tò lọt cái chết rồi, đúng là túi mỏ lồn. Trời ơi đủ má mày. Mỏ anh về mày kêu mỏ lồn, tao cũng thua luôn á. Ờ cái này làm ăn như cái đầu con cặc người ta vậy đó trời. Đủ má làm ăn.
tao vun trần ok kệ đĩ mày á mày chứ đọc mày chết mày á mày luôn chứ ở mày vun trần năm độc hả vô hả đủ má năm độc này tao lấy nè cỡ gặp này nó quất cho con cái là lên đường Hải Long Dương đồ má Hải Long Dương Hải Long Dương lồn này là đội nào ta tao được vào vòng trong luôn rồi ờ cái đội thứ hai thì cái đội à em dưới này nó đánh ấy cái thằng Mạnh Vũ này là 18 Mạnh Vũ này là cái thằng này là chuyển phái mà là mình bỏ cuộc rồi phải không bỏ hết đồ bỏ hết cuộc cái ạc này coi như là không đánh này anh rồi ok vậy là thằng là lồn 69 một lần này là nó thắng rồi nè ờ đủ má gì kiểu này là đánh có một bát một à nhưng mà vẫn phải để cho ờ nếu mà nó thích 2-3 thì nó đánh 2-3 nó có đồ đạc đéo đâu mà đánh cho nó 2-3 rồi đủ mẹ vô trong gặp 2-3 sau đó đánh rồi đâu rồi tem kia đâu rồi tem kia đâu rồi mày liên hệ mấy thằng trận ngày mai coi luôn ơi hỏi coi bây giờ nó quất được không đủ mẹ cho quất luôn hỏi Lubu mà không được đâu chắc cho ngày mai nó quất đi đem không sao đâu ê lát nữa ê đủ mà lát nữa cáp kèo mấy này vô đụng đội này nữa coi má mấy đội thì cũng ngon trời ơi cái lòng má ghê chưa thấy ghê chưa anh em đủ há dân chơi thứ thiệt đó đó dân chơi đó địch mẹ không phải dạng dừa đâu cái địch mẹ mày chỉ đánh ngày mai trời lồn đại kiều lồn nào à lồn nào mất dạy à lồn nó mất dạy à vô chữ cái lồn má cái địch mẹ rồi coi à. Lồn đại kiều nè lồn đại kiều này mất dạy à con đĩ mẹ mày con đĩ mẹ mày đại kiều mày có lên coi ở trên Facebook không cái lồng má mày ngày của mày đánh là ngày 2 chứ không phải ngày 1 thằng lồn đủ mẹ mày vô mày chữ thèm nó đấm mày một tấm chích mẹ mày luôn chứ tự nhiên mày vô mày chữ người ta tổ chức như con cặc đủ đĩ mẹ nhà mày cái gì em rồi kêu kia đây kêu cái đội kia đây đội của thằng Đông Trùng Hạ Thảo à cười con cặp ba mày chứ cười anh qua một cửa bánh cờ lôi cho nó ra nó bị lát cờ đó nó ở trong nhà luôn tao Phượng Tường phải không à ừ. Biết rồi Phượng Tường ngay chỗ nào không lát cái này đâu đó nó... à nó bị lắc đây hả đủ quá để anh giải kẹt cho nó giải kẹt nhân vật cho nó đủ mẹ dễ mà thôi giải kẹt thôi đó tội đủ mà em giải nó về ba lăng quyện rồi trời ơi đủ mẹ mày đơn giản quá mà mời qua lẹ đi bay đủ mẹ đó Đông Trùng Hạ Thảo thiên môn mấy thằng lồn mày đánh lộn rồi lâu quá lục lan giờ cù bắp rồi hả đó Đông Trùng Hạ Thảo nè đủ mẹ Đông Trùng Hạ Thảo idol qua xe mới rồi hả idol con cặc gì thằng Jun Trần này mà mày kêu idol thằng cặc lỏ này đủ quá mà mày cũng idol nữa thằng lồn rồi đủ quá kiểu này là biết cái tem này là gặp đủ mẹ gặp mấy này là nó quýnh cho ỉa cũng ra cứt rồi chưa con cặc gì gặp đi kêu idol con cặc gì thằng này đập chết mẹ nó luôn chứ idol gì mày thấy gì hả mày dắt Thiếu Lâm không mang vũ khí là biết Thiếu Lâm rồi nè đủ quá hộ pháp đúng không bộ pháp dưỡng lão đúng không tấm chích mẹ nó luôn idol con cặc gì nó siêu phụ mày hả trời ơi đủ má mày chơi game mà cũng có siêu phụ nữa tao cũng thua mày luôn á chơi game là nạp tiền vô chơi thôi chứ đủ má mày võ công là mày phải về môn phái mày học mày về môn phái mày rồi đủ má mày môn phái mày cho mày thì kêu rồi môn phái mày đủ mẹ mày cho mày kỹ năng mà mày kêu mày sư phụ không biết sư phụ có dạy mày cái lồn què gì trong này nữa chắc dạy mày đi lừa đảo không đi bú lồng dạo hay gì mà sư phụ còn lồn trời ơi đủ má chơi game mà cũng có sư phụ nữa cái lồn má giờ nào giờ mới thấy luôn á trời hồi xưa tao chơi game là đéo sư phụ con cặc vậy ban chủ tao còn đập luôn á cái gì đủ mẹ đó đã thông báo là copy nhân vật nó qua rồi không có tiền mua máu không mở được gương sao mở được gương sao bị khóa thì chạy ra ngoài chạy vô để tao đủ mẹ chạy ra ngoài xong chạy vào đủ mẹ tưởng không có tiền mua máu nữa đủ mẹ mấy để tao đưa máu cho Quýnh luôn nè
Trời ơi, đủ quá chắc chết thiệt chứ mấy ông nội này luôn á trời. Thằng thì bái kia làm siêu hụ. Đủ má, thằng thì bái kia làm siêu hụ. Thằng thì đủ má mua máu cũng được. Mấy này chơi game cứ này chích đỉ mẹ rồi. Đâu rồi, đủ má, đông trùng, hạ thảo, bi to. A tu gì đâu, bi to đâu, mấy kia đâu, mấy kia đâu. Ủa, mày mấy kia đâu. Mua máu mà. Rồi thằng quyết không nằm cạc Alicobam. Đây 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 đủ má này là tu phải đạo hả? Tu phải đạo đây đây tu phải đạo đủ má sao mày mày đưa con ngựa bóp vậy mày? Đâu rồi tu phải đạo trời đủ má nha mi. Trời ơi đủ má nha mi nha mi. Trời ơi đủ má Trương Quỳnh Lọ. Trời Trương Quỳnh Lọ đủ mẹ chết đi. Bi to đâu bi to đâu đủ má bi to đâu. Khư khư mơ nào bi to đâu ta sư phụ vậy chiêu hấp diêm đại pháp à năng lóc anh năng lóc hả đủ khỏe chắc chết á thiệt á đéo có đứa nào không phải không có nào chịu đánh mày hiểu không mà làm mấy thằng này đủ mẹ giống như là kiểu liên minh đủ mẹ liên minh kiểu liên minh gì ta liên minh xa sản như trần trăng vậy đó đủ mẹ chém chích mẹ đấy anh chém con cạch bao rồi chém tôi là ai lồn mày đủ hóa chơi hàng sử dụng đủ hóa mấy này chơi hàng sử dụng dữ lắm đừng chơi hả bao tay gì rồi sao lồn tôi bao tay làm gì có bao tay bao tay kia à Bito đủ má Bito ghê hả Bito hoạt động ghê ta rồi gom lại nè đâu rồi đủ chưa alo ok kẹt ai phương tương ha đủ mẹ mấy người làm con cặc gì kẹt ai quay quay đủ má làm con cặc gì kẹt ai quay nãy đâu cũng bị kẹt á Alicobam lôn đủ mẹ làm cặc gì kẹt ai đó Alicobam cái gì xong rồi phải không má bị gọi là rối thời gian á anh em hiểu không cho đánh sớm hơn xíu anh em hiểu không đông trùng hạ thảo là xong rồi phải không rồi hả tem mày bên kia tem thằng kia xong chưa tem thằng quyết không nằm cạc nè alo xong chưa rồi không rồi hai bên bình ti hai bên đuổi nhóm bình ti chọn đánh 3 vs 3 xong lấy mã gửi cho hai thành viên còn lại rồi vô lẹ đi mấy ba rồi vô lẹ mấy ba về dạ lẹ nè lại đây đủ mẹ kẹt ạc thường thường cái lộn má kẹt ạc hoài vậy đủ mẹ tôi là ai nó có đánh đâu mà tôi là ai tôi là ai này nó có đánh đâu ta cái lộn tắm cho mình cái đủ mẹ tắm cho mình cái thân hình phù quy bay đủ mẹ di chuyển rồi chết con đĩ mẹ tôi thiệt chứ rồi lẹ đi đủ mẹ thịt ti quyết không hạp cạc xong chọn đánh 3 vs 3 đủ mẹ lẹ đi ba
mấy này nó chưa đánh ba lần nào ở là không bình tử anh em, cho nên là nó hơi rối xíu anh em hiểu không, hơi rối xíu. Đồ má, nửa tiếng rồi quýnh có một bát một à. Đồ má, lát rồi quýnh có một bát một à anh em, lát rồi đi kiếm đĩ đủ mẹ, kiếm đĩ rồi là đủ mẹ quay cho anh em coi luôn, với kiểu này thua mẹ rồi. Cho ti kìa ba, đủ mẹ. Hai này thì cái này không có trong nhóm mà không có chuyên nghiệp con cặc chứ, tổ chức như con cặc, như con cặc bao mày chứ, như con cặc tao có đánh đâu mà như con cặc. Cho mấy thằng lồn này tập trung lâu không biết là ti bởi chi mà tao tổ chức rồi tao quăng máu hay là tao bơm địch thuốc hay là tao làm này làm kia thì mày nói như con cặc. Mày ngồi đây mày nói như con cặc, như con cặc một hồi cho cái ặc mày như con cặc luôn á, con đĩ mẹ nhà mày. Vô tí đủ mẹ mày, vô quỳnh tí đằng kia để chọn đủ mẹ, chọn 3v3 lồn này đủ mẹ nó. Are you ready? Nó dẹp mẹ cái thành vũng tường luôn hả? Trời đủ, chọn 3v3 xong đưa mã cho thành viên của mình đủ mẹ đó, thiệt chết thì ông nội ơi. Đó 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 rồi, rồi đưa mã đi đủ mẹ đó, đưa mã cho thành viên của mình đi đủ mẹ thiệt đó, đủ mẹ rồi đó, đưa mã đi thằng lồn này nè, đưa mã đi đủ mẹ, đưa mã cho hai thằng kia để nó vào đủ mẹ thiệt, chán chết thiệt, vậy cũng biết nữa. Từ từ đánh cho mày đủ mẹ mày, có biết đâu cha. Trời đủ mẹ, trời đủ mẹ, ra ngoài đi, ra ngoài làm lại. Ăn lồn này đủ. Ê mày qua phượng tường mày giải kẹt cho mấy thằng lồn kia coi quỳnh. Hello tao đánh giống vậy á không ạ. Thằng lồn này đủ mẹ nó ngu con cặc kìa, nó vô ti nó đéo đưa mã cho hai thằng kia lấy con cặc. Còn thằng lồn này con cặc gì mày chạy đâu, mày chạy hoài chưa tới mày đánh mà mày chạy hoài, cái lồn mẹ chưa tới mày đánh mày nhảy vòng gòn 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 chạy đâu hả. Đủ mẹ chạy đi kiếm bà tắm chạy hay gì trời. Lồn má chưa tới đánh mà chạy, đủ má chạy sọt 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 hoài. Ủa bên mày thằng nào làm chủ nhóm vậy? Ủa mẹ bên bên mày ai chủ nhóm vậy? Trời ơi đủ mẹ nó thiệt chứ, vô vô đi, vô đấu trường mà cũng biết vô nữa, thôi chích mẹ rồi đánh đấm cái lồn gì trời. Pham tôi là ai? Nó có đánh trận này đâu mà farm đủ má. Đừng có đừng tôi là ai tem tôi mà trận ba trời ơi đủ mẹ mày, tôi là ai làm gì đánh trận ba lồn. À, đúng rồi đúng rồi, tôi là ai rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đâu rồi. Alo làm chủ hình ti đây rồi, đưa hai mã, đưa mã đủ mẹ, đưa mã cho hai thằng trong đội Pito hả? Để nó kêu lộn Pito coi. Alo Tati à, tôi là ai đi ông? Ok rồi, đủ má nó hơi chóng mặt kìa nha. Chờ
rồi, vô đi ba. Trời đủ má, tương dương đông nè, đang đứng nè. Trời đủ mẹ. Chủ là ti thôi thằng lồn. Để đủ má nó thì chết kìa, kiểu này chết rồi anh em à. Cái này không phải do tôi anh em hiểu không, cái này là do người chơi anh em hiểu không. Nó chưa có dành, tôi hơi ngáo rồi đó anh em à, hơi ngáo rồi đó. Kích hết ra để hai chủ nhóm thôi, đủ mẹ hai chủ nhóm thôi ba. Không lẽ giờ đủ má tao vô hạt tao làm luôn với chuyện chết chán thiệt á. Đủ má ông làm chủ hình ti đi. Nhớ lấy mã nhớ rồi đưa mã nha. Mà tôi là gì? Ông thấy cái mã chưa? Ủa khỏe nó đi. Ơi biết lập nhóm không? Ủa má mày biết lập nhóm không trời? Ờ rồi rồi đó. Kìa đưa hai cái mã đó cho hai thằng đồng em đi. Ngáo rồi đó anh em à, má tôi ngáo rồi đó anh em, hơi ngáo rồi đó anh em à. Vô rồi, vô rồi, vô được chưa? Vô ấy đủ mẹ rồi đó, ok rồi đó, đó đủ á. Phải vậy chứ, phải vậy chứ, phải vậy chứ. Đó, đủ quá. Ali của em, Ali của em quyết không nập cạc coi là ai. Đó, đủ quá. Vô, vô, vô rồi, vô rồi, vô rồi, vô rồi. Vô rồi anh em ơi, đủ má con hiên coi rồi. Ừ, sao quăng lại hả, đủ má. Hồi hộp quá, hồi hộp quá anh em ơi. Cái mít bị con cạc gì e hoài á. Mít đủ mẹ như cái ông chích rồi trời. Chơi không, chơi bắt gà không, bắt gà không, bắt gà không, bắt gà không. Để coi bên đây là đội nào nha. Pito, Pito này là đường môn chắc luôn. Pito đường môn. Ông Tùng Hạ Thảo là lồn này, hàng này chắc cái bang chiếc nhẫn gì đó. Nga Mi. Bên đây là cái gì? Cung Lôn đường môn Nga Mi. Cung Lôn đường môn Nga Mi. Đủ má Cung Lôn này chém Nga Mi lên đường à. Má cái kiểu này dễ Ali của em thắng quá ta. Đội này dễ đội Ali của em thắng lắm á nha. Chuẩn bị chơi nè, chuẩn bị chơi nè. Chuẩn bị chơi nè anh em. Dứt, dứt, dứt. Đủ má chết mẹ, đội Ali của em nó quýnh ghê quá. Trời ơi, chưa nào lên đường hết. Cung Lôn xả kìa, Cung Lôn xả rồi. Trời ơi, bên đây hai con hề thỉ luôn. Đủ mẹ rồi, lên đường Pito là xong mẹ rồi, lên đường Pito là xong rồi. Đủ má, kèo thả ra là tao biết Ali của em thắng rồi. Kèo thả ra là biết Ali của em thắng rồi. Kèo đâu chung lại thả thắng ai? Gì? Thả ra là biết Ali của em thắng rồi. Đủ má. Cười cười con cặc chứ cười. Thả ra là đủ mẹ biết cái tem này thắng rồi. Tem này đủ mẹ cũng luôn mà. Bên kia hai hệ thủy mà đủ mẹ, bên này Nga Mi nó đè đủ mẹ, đè Cung Lôn nó chụp lại thì thôi ăn cái lồn luôn, ôm cái lằn luôn anh em à. Rồi ngày mai quýnh tiếp nha anh chị em, khi nào đánh nữa đủ mẹ mai bốc thăm, mai bốc thăm quýnh tiếp đủ mẹ, quýnh tiếp đủ mẹ. Thấy kèo là thấy không được thơm rồi, kèo là thấy đưa vô là đủ mẹ. Thấy hai con hệ thủy gặp ngay đủ mẹ, ngay rồi là đủ á.
Con người thổ thì nó chết con lý ngoài á rồi. Ok, trận 4 nè anh em. Trận 4 là gọi là Tào Tháo Mạnh Vũ rồi đâu, em kêu qua luôn đi Quỳnh đây. Anh quân ngày mai à? Không, trận 4 là trận hôm nay nè. Em hỏi nó 2 đánh 3 nó đánh không? Hỏi 2 đánh 3 đánh không? Alo. 2 đánh 3 đánh không? Đủ mẹ giờ đánh không? Chết câu đỉ mẹ rồi. Từ từ nha anh em, để coi 2 đánh 3 coi đánh không đã. Đủ má cái mít bị cái củ cặt gì vậy trời. Mai tôi mua cái mít khác con cặt. Cái mít với con cặt á, e không. Hôm em để chưa sửa cái mít cái. Rồi ok, cái mít với cái con cặc thì ta ở trong binh anh em à. Hôm nào tổ chức giải cấp 3X với 3X à. Đủ mẹ 3X, 3X đánh ghê à. Ta chơi giải, ta giải bèo bèo cũng phải đủ mẹ mày quýnh có chiêu 6X chứ. Tự nhiên quýnh 3X rồi. Hắc Long Vương à, Hắc Long Vương bình thường có con cặc gì đâu. Đồ hàng sử dụng anh em. Thủ quá chơi đồ hàng sử dụng không à. Rồi thằng kia đâu rồi? Yeah. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng. Vũ tỷ. Vũ tỷ đâu rồi? Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng. Tổ chức 15-20 thằng coi cho hơi hả? Lộn bao nhiêu cái mày lên nhạc cái lồng má giống như em cho tôi bao nhiêu nhạc về trời. Đấy là mấy lời cay đắng đắng cay con cặc gì chứ. Hoa thần, đồ quá, hoa thần này là tem của ai ta? Hoa thần này là ngày 2. Hoa thần này là đánh ngày 2. Cho em thi không anh? Đủ mẹ. Giờ có đội nào mà đánh ngày 2 không? Có đội nào mà gọi là muốn đánh ngày 2 muốn đánh hôm nay không? Nếu mà đủ 2 đội á mà tôi cho anh em quất luôn ngày hôm nay luôn. Tôi cho anh em quất luôn ngày hôm nay luôn. Đủ á. Đủ má chờ anh em lâu phải cặt. Vậy rồi đủ mẹ rồi, ok luôn. 2-3 đánh đâu có lại. Đủ mẹ, 2-3 đâu có đánh lại đâu. Ok, kết thúc luôn anh em, kết thúc sớm luôn. Ngày mai gọi là ngày mai đánh vòng loại thêm cái nữa. Ngày mai đánh vòng loại thêm cái nữa, bắt đầu vô vòng trong là các gọi là đội mạnh sẽ đụng nhau nha anh em. Tại vì vòng này là mấy đội yếu nhiều. Tại vì mình bắt tới 16 đội đá gì đó, đá World Cup vậy anh em. Giống như mấy thằng châu Á đá với mấy châu Âu vậy đó. Ủa, giống như kiểu Hàn Quốc rồi đá với Brazil đồ á anh em. Không, Hàn Quốc rồi đá với Brazil đồ á, vô World Cup là đủ mẹ loại hết mấy thằng kia ra. Không, loại hết mấy thằng kia ra. Ngày mai là bắt đầu là mới gọi là ngày mai xong rồi bắt đầu là ngày kia nha anh em. Ngày kia là hơi bị ngon á, ngày kia là đánh là chất chơi luôn á anh em à. Bây giờ 7 giờ like cái lồng quầy hay gì ta, để coi 7 giờ có tiết mục gì ta. Em trông cho tôi bao nhiêu con cặc lo. Quỳnh đưa anh cái thuốc của anh. Em cho tôi bao nhiêu.
mất thời gian vào coi lại. Đĩ mẹ mày, ai kêu mày coi thằng lồn? Đủ mẹ mày, ai gọi điện, ai tới nhà mày bắt mày coi hả? Mày kêu mất thời gian cái lồng má mày, mày coi tao được tiền hả? Mày kêu mất thời gian cái lồng mẹ mày không coi thì mày đi ra, mất cái lồng què bộ bắt mày coi hả thằng lồn? Vô kêu mất thời gian làm giống như cái lầu má mày bán vé cho mày vô coi vậy, mày kêu mất thời gian mất cái lồng què. Cái lầu má mày phim hay người ta chỉ chiếu một phút thôi mày, đúng không? Nguyễn Di, phim hay người ta chỉ chiếu muôn vòng một phút thôi. Đâu đâu hai thằng bật co đâu, hai thằng bật co đâu, để coi coi hai thằng bật co đâu, để vô coi 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 hai thằng bật co đâu, từ từ để vô coi. Đủ mẹ chữ vậy mà nó còn đủ mẹ, còn đủ quýnh mình đó mấy bà. Ở anh Ly Cung Em mà đủ mẹ rồi, chống với Hắc Long Dương, Hắc Long Dương đủ mẹ mà nó sấy cho lên đường. Anh Ly Cung Em đuổi gì rồi chống. Trời đủ mẹ mà Ali Cuba em sao chống lại Hắc Long Dương. Đâu chạy được, đủ mẹ mày bên đây đâu chạy được đâu. Đủ mẹ mày chửi gì đúng không? Tụi bay suy nghĩ coi ai bắt nó coi đâu. Cái lồng mẹ mày kêu tổ chức này tổ chức nọ, cái lồng má mày người ta tổ chức là sàn đấu, là người ta chuẩn bị cho anh em. Rồi đủ mẹ mày gọi là công cụ chiến đấu, gọi là thời gian chiến đấu, phần thưởng đủ mẹ mày các tội lồn. Ali của em sấy lồn kia chết luôn, lồn sắm bộ đồ cho hiếp quýnh như con cặc người ta. Đủ mẹ, ở đủ mẹ, từ từ cái lồn quýnh lộn mà từ từ. Đủ mẹ mày, mày làm cái gì nãy giờ mày đi ỉa bắt đáy gì mày đi cái lồng mẹ vô quýnh lộn cái kêu từ. Đủ má này là thắng là đủ mẹ, gọi là kiểu là tại bị thì là nên đành thế thôi nè. Anh bây giờ đủ mẹ tao quay suy nghĩ đi, đủ mẹ mày tổ chức ở đây á, quay nói tao tổ chức như con cặc mà tao hỏi mày có cái thiên hạ đệ nhất bang nào mà giá trị giống như server của tao làm không. Còn ở đây á, tụi này nó không đánh là tại vì do gọi là tao bắt tới 16 đội vô thì sẽ có những cái đội cùi, những cái đội gọi là không có hợp tác với lại những anh em trong team, thì người ta gọi là người ta không có đánh thì người ta bỏ. Thì ngày mai gọi là đánh xong vòng loại thì bắt đầu vô vòng gọi là vòng trong, thì những hội đội hay khác nó sẽ ngon hơn. Đủ quá, tụi mày cứ kêu tổ chức cái lồng má mày, không lẽ giờ tổ chức thì sao? Tao vô ạc của nó rồi, tao lấy đồ của nó rồi, tao vô tao kéo ba thằng vô quýnh luôn hả? Tao kéo ba thằng vô quýnh rồi cho tụi mày coi cho hay, rồi tụi mày kêu tổ chức hay quá hả? Tao đủ bây giờ tao kêu người nhà tao bây giờ mỗi người cầm máy đi rồi vô quýnh diễn cho tụi mày coi, chứ tụi mày kêu hay quá. Còn chơi thật lòng thật dạ công tâm như thế này á, tụi mày kêu chơi như cái lồn. Bởi đó tiền đủ má nhiều lúc thiệt, nhiều lúc không muốn chửi đâu, nhưng mà đủ má không chửi thì không có được, nó ngứa cái mỏ. Tao thiệt ngứa cái mỏ, không chửi không được, đủ mẹ nó ngứa cái mỏ. Oh yeah. Nè. Đủ á, coi nè, giờ cũng từ từ nè, đủ nghe từ từ để chết nha. Tao bao với mày luôn nha, tao bao với anh em luôn nha, đổ á. À, để tao coi tiếp đồ của mày coi. Lò mày đéo có đồ quá, đéo thằng này ngon, thằng này có được 50 thời gian chúng độc. Lò mày có thời gian làm chậm không? 30, 40 là 70, đủ mà 70, 140 thời gian làm chậm. Lò mày đồ ngon hơn hết luôn, lò mày ngon hơn nhiều luôn. Đúng không anh em? Đủ ok, hello các bạn nha, hello mấy anh em nha. Đại chơi chiêu gì ba, đủ mẹ chiêu gì? Who bought it? Bought it? Mày bắt xích thố hả? Xích thố ăn con cặc đó chứ ăn. Tùy BK nữa rồi đúng không? Rồi, trời ơi.
Đủ má mày có nhất kỷ nữa nè. Đủ má Hỏa Long Vương có nhất kỷ nữa nha anh em. Nhưng mà đường môn á, đủ mày chưa chắc đồ ngon là đã thắng đâu nha anh em. Báo thiệt, thằng nào mà chơi đường môn là mấy thằng lồn á, trước mắt là gọi là mấy thằng nghèo á. Báo thiệt, nói mày không phải mình chơi đâu, mà chơi đường môn khỏe lắm, khỏi gần mặc đồ hoàng kim môn phái cũng cặt gì á. Trời ơi, trời đủ má nè, này từ nè, mắt ỉa là đang gà lộn. Gãy đít nè, gãy đít, trời ú đạt luôn, đủ má, sợ bị chồng quê ú đạt luôn. Sợ bị chồng quê ú đạt luôn, chắc luôn, đủ má, sợ bị chồng quê ú đạt luôn. Rớt mạng rồi, rớt mạng rồi, nó rớt mạng rồi, nó rớt mạng rồi, rớt mạng rồi, rớt mạng rồi. Đủ mẹ, lắc quá, lắc quá, lắc quá, lắc quá, lắc quá đẹp, lắc quá. To the right now dance, dance to the left, to the left now dance. Lắc quá hả, lắc quá. Đủ quá, nó có nhất kỷ trên đầu luôn kìa. Lột cái bang này 40 gơi nè, lột 69 Siberia đồ nè, 40 ác nè. Lột kỹ lắc quá mày ba ơi, lắc quá ú đạt luôn rồi, đủ mẹ chơi ú đạt luôn rồi. Chơi cặt gì ú đạt luôn rồi. Trời ơi, đủ mẹ chơi con cặt gì ú đạt luôn, để nghe hỏi cái mấy ba. Gì vậy? Sao? Tôi bấm một số chạy lên một cây đâu thấy. Quạt hả? Tao bấm vô cấp lại coi. Cái đó rồi, tắm vừa đi lép cái đó rồi. Không, cái nét quạt á, đi lép luôn rồi. À, đợi chú đi, đưa mở lên, đưa dở cái này, ông tải cái này qua đi, coi cho. Phát nó luôn. Ừ. Ừ, phá đi, phá cái đó rồi. Bấm vào cốc đi, bấm vào cốc đi. Rồi chuột phải. Bấm chuột phải vô. Chuột phải vô cái cốc tóc á. Bấm vô. Rồi máy ông bị kẹt phím rồi ông ơi. Ông vỗ vỗ cái bàn phím cái đi. Úp nó lại, vỗ 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 bàn phím cái. Rồi thử đi, rồi lát rồi coi lại. Hello anh em nha, anh em đợi tí xíu đủ nghe thổi cái anh em. Thằng này liên đấu, tháng này liên đấu gì thế? Được rồi, được chưa? Rồi rồi. Ừ, đủ quá, nó điện thoại kẹt phê lụng, máy tính kẹt phím đủ ha, kẹt phím mà kêu sửa, sửa chết chết. Ok, bây giờ để mình đi qua bên server bên kia coi có gì vui không, mình like cho anh em mình coi chơi nha quý vị. Đi qua hồi nhỏ đồ like phim đồ cho anh em coi chơi nha, cho anh em coi server gọi là cây cuốc mới mở 2 ngày nha anh em. Mới mở 2 ngày, 2 ngày rưỡi à. Cây bờ mới mở 2 ngày rưỡi luôn anh em. Đủ hả, có ban hội luôn, ghê vậy ta. Ban hội gì đây, đủ hả, ghê vậy. Thiên, đủ má, ban thiên là ban trời. Ban A nè anh em, ban A, đủ má, hoàng si nóc. Đủ má, hoàng si nóc. Tình VIP F, đủ hả, ghê vậy ta. Ban này không đầy đủ nhân lực cái ta. Bây giờ mình đi coi phim cái hay lên đủ ha, lên Lâm Du Quang cái anh em. Lên Lâm Du Quang coi tình hình chiến sự trên Lâm Du Quang như thế nào rồi nha anh em. Lâm Du Quang. Đủ má, lên Lâm Du Quang cái đừng có quấn lộn nghe coi phim luôn á, chết à. Má Lâm Du Quang mấy người này lộn này, nó quấn đủ mày, nó quấn giấc khuya không à anh em. Nó quấn giờ khuya không à. Giờ mà cỡ khuya đồ nó mới quấn mấy bà. Tụi mày điên quá, thua thôi mà, đủ mẹ, thắng thua là chuyện bình thường của binh gia mà, làm cặt thì sao, phải xóa ạc với ba. Mấy ba điên quá, làm gì phải xóa ạc dữ vậy mấy ông nội.
thắng thua là chuyện bình thường của binh gia, anh em hiểu không? Đâu có nội là xóa hạt đâu mấy ông nội, mấy ông nội khùng quá. Đủ mẹ gặp tao hả, dục cái hạt luôn chứ xóa không gặp. Má đồ quyết một quýnh thuần, đồ kia đồ cùi, Ali Kubem đồ cùi bắp. Đồ quá Lâm Du Quang hình như là còn trống chảy lắm anh em à. Lâm Du Quang hình như bến bãi đồ còn ok lắm à. Bến bãi Lâm Du Quang còn ngọt lắm á. Hồ quá này mà anh em lên Lâm Du Quang thẻ luôn á. Shower đủ mới mở luôn nha anh em, shower mới mở 2-3 ngày thôi. Để đi qua mấy cái bến bãi 5X đồ, 6X đồ coi coi nha. 6X rồi, 6X đồ quá, vô đâu ta. Má giờ tùm lum động hết á anh em. Vô. Lưu tiên đủ thiên tầm tháp. Đủ mà thiên tầm tháp rồi. Trời ơi, lồn má thiên tầm tháp đâu chứ ạ. Trời ơi, cái lồn má này quýnh lộn cho quýnh bấy sấy luôn á. Quýnh lộn này cho quýnh bấy sấy luôn mấy ba. Ủ má tiên tầm tháp quýnh này quýnh bấy sấy luôn á. Coi nào liền kêu, làm cặt thì có nào liền kêu. Có con cặc nào đâu liền kêu, thiên tháp quýnh bấy sấy luôn nè, thấy không em nội? Đủ quá, đi qua đây coi, đủ 1m2 là chia đất đó nha anh em, chia đất đó. Đủ xe bò này là chia đất đó nha, chứ không phải đủ nè, quýnh là quýnh thôi nha. Xe bò này chia đất nha anh em, đủ quá, đổ máu á. Anh em thấy không, đổ máu á chứ vậy. Chứ không phải chơi đâu, rác máu ăn thời lắm đó nha. Đó, chia đất nè anh em thấy không. Xe bò mà vậy thì anh em muốn cái lồn gì nữa anh em. Giờ xuống 5x nè, xuống 5x cho anh em coi chơi nha. Chia đất dữ lắm, đủ quá xe bờ nè, chia đất, chia khu hết rồi. Dạo này đất mặt tiền ở đây mắc lắm á. Đó, chia khu hết rồi, này này trong o hẹp này nè. Đủ quá, này còn ở bến bãi này, này nào mà vô đây chiếm là có chuyện với mấy này liền á. Nó quýnh đụ này, nó quýnh đọt cái anh luôn á. Đó, thấy không, chia đất nè. Võ Lâm BK.net nha anh chị em, Võ Lâm BK.net nha các bạn. Ok, để qua 5x cơ sao nha anh em, qua là con cặc qua 4x rồi, 4x rồi, 4x chắc là đủ mẹ rồi. 4x rồi đó, điểm thương nè, điểm thương rồi. Điểm thương sơn nha, điểm tự động nha. Đỏ lồ má thấy ghê không? 4x vô cái này thấy ghê không? Má 4x cũng chi đất dữ lắm á, mấy này chi đất cũng ghê lắm. Đó. Thấy ghê không? Lồ má 4x rồi đó anh em, mới 4x rồi đó. Đủ má dậm ghê không? Ờ dậm ghê không? Ờ, ờ. Dậm ớn ăn luôn nha mấy ông bà. Ồ, đủ quá. 4x đâu mấy ông nội. Thôi thôi đủ mẹ mấy chuyện đơn giản đâu mấy ba. Are you ready? Come on. Boo, say ka boo, say ka boo to the left. Ok, bây giờ mình đi qua thử mình đi qua thử sơ bên 3X rồi, 3X là chắc là dạo này ít rồi, 3X chắc ít rồi. 3X đi vô thổ vĩ đi. 3X ít rồi, tại vì mấy anh em lên 4X nữa rồi. À, 3X bến bãi ngon lắm nha anh em, má giờ thằng nào vô chơi 3X là khỏe luôn á. Bến bãi còn vài ba thằng thôi, đủ á, 3X là động thổ vĩ đây là. Ngoái quýnh đủ, quýnh chết còn hết quái luôn nha anh em. Lò bán củ cung vi tinh đủ má hên hên lượm được quý kiếp ra củ cung vi tinh thì tao cũng thua nhiêu ạ. À? Cái nón gì con cặc thì bán 100 xu đủ mẹ mắc vậy. Đường môn tống kim lớp 1 ghê vậy. Are you ready? Lâm Du Quang hả, để lên Lâm Du Quang coi sao. Lâm Du Quang mấy này không lên quýnh lộn đồ coi chơi nha. Lâm Du Quang mấy này đáng lý lên đi quýnh lộn đồ coi chơi chứ đúng không. Đủ quá, lẽ giờ tao làm cung lôn tao đi bút bùa chích mẹ hết chứ thiệt à. Come on now. Má giờ làm cung lôn đi bút bùa mấy này ngon lắm á nha. Làm cung lôn đi bút bùa mấy này ngon á. Đủ má quả hoàng thấp bán 15, 18 xu nè anh em thấy không? Quả hoàng bán mắc lắm. Má
Lâm Du Quang còn trống chảy lắm anh em à. Lâm Du Quang bến bãi đồ còn rất là nhiều luôn anh em. Má chỗ này chiếc đủ mẹ phải treo. Treo Lâm Du Quang này là ngon lắm á, chứ phải chơi đâu. Trời ơi. Vậy chứ quýnh lộn suốt xuyên màn đêm luôn á anh em. Lâm Du Quang thấy vậy chứ quýnh lộn xuyên màn đêm luôn á bà con. Không phải dạng vừa đâu. Quýnh lộn đủ quá xuyên màn đêm luôn. Đó, anh em thấy ghê không? Lò má quýnh lộn là xuyên màn đêm, xuyên quốc gia luôn. Má bến bãi đã quá. Trời ơi, đủ mẹ nó hư luôn cái đồ ghét bằng phím lui luôn rồi. Nó không, nó đánh tao không dám lên hả? Ghê à. Tao mà có quật làm gì có đánh lộn. Đủ mẹ mà có quật chưa cặt gì quýnh lộn hả? Ghê à, cái lồng má ghê à. Trời đủ mẹ mấy này chưa con cặt gì lên mà có quật quýnh lộn rồi trời. Ừ, đủ mẹ nó mấy này đúng chân chơi luôn hả ta. Đủ má còn trẻ mà sao chơi ghê vậy. Phê phê đi phê đi. Trời, có con nào lên đập mấy mẹ tao không bay? Có mấy nào lên đập mấy mẹ tao không? Đủ mẹ để nó đồ sáng vậy tụi bay chỉ coi được không bay? Có con nào lên đập mấy mẹ không? Có con nào lên đập mấy mẹ tao coi cái bay? Đủ mẹ con phim coi. Thử đủ mẹ dậm ghê hả? Lò mày đủ hóa Alicurang. Ồ, đủ má lò hạng 300 mấy luôn ghê hả? Chích nó cục bùa ai đi nhận. Chích nó cục bùa không? Chơi nó cục bùa. Đủ mẹ chơi nó cục bùa tao. Chơi bùa nó. Đủ mẹ chơi bùa nó. Đủ má. Chơi bùa nó. Đủ mẹ thi nhận tiếc lồn. Trời vô ti luôn cái lồn má thì xong luôn. Vô ti luôn. Đủ má ngay ven luôn. Đủ má lồn ghê à. Lồn ghê à. Bạn bè của tôi chơi nó. Trời ơi, đủ mẹ lụm cái nón ơi. Lụm cái này cái gì vậy? Đủ mẹ lụm luôn. Lụm luôn. Đủ mẹ này gì vậy? Bay ra tẩu. Trời ơi, đủ khỏe luôn, khỏe luôn. Khỏe. Thổ phù vô hạn lụm luôn. Trời ơi, đủ mẹ khỏe luôn. Thế vậy chứ admin chứ lụm ghê lắm. Admin vậy chứ đủ admin lụm ghê lắm. Admin rồi chứ đủ mẹ lụm dữ lắm. Nó gửi tụi bay nghe câu chuyện ở cái server kia kìa. Thì tao nghe người chơi người ta kể lại thôi. Là thằng lồn nó đứng ở Ba Lăng huyện. Nó đứng ở Ba Lăng huyện nha anh em. Nhưng mà nó lụm được cái đao 6 vòng mát ớp luôn. Nó lụm được cái đao 6 vòng mát ớp luôn. Mà tự nhiên nó lụm được luôn anh em. Thấy thằng kia quăng ra mấy món ấy. Mà tự nhiên nó quăng ra mấy món vô người luôn anh em. Ví dụ như đứng một chỗ nè. Đó, thấy nó đang đứng một chỗ nè. Tự nhiên làm gì nè. Đó, cái thằng kia bay lại lụm được cái đao. Bán đủ 8 chai. Mà sao tự nhiên đồ của nó mà nó quăng ra vậy ta. Quăng ra vậy chi ta. Nó đứng của mình á. Hay là ai quăng cho nó ta. Đủ mẹ chắc ai quăng cho nó rồi. Chắc ai quăng cho nó thì sao á. Mà ai quăng mà tao đéo thấy hình luôn. Nó kêu là không có ai hết. Ủa quá, một mình nó đứng im mà quăng ra mấy món luôn. Nó bay lại chụp được cái đao. Đủ quá, nghe ghê vậy trời. Chưa bờ nào ghê vậy ta. Trời, đủ quá, mày đua đồ ghê lắm. Ghê ạ. Má này cầm con lôn đi thu tiền ngon lắm nè. Để dụ lò mày coi. Ê lên Lâm Du Quang. Quất tụi này gái đủ mẹ mày. Lên Lâm Du Quang quất tụi này gái. Không lẽ giờ kéo xe ôm đi quýnh lộn nữa ta. Thiệt. Lát tao lấy GM. Tao đập cho. Đủ mẹ mày, lát lấy GM tao đập cho. Đủ
không? Có hạt không? Giờ có hạt không? Để kiếm hạt thiếu lâm BK10 vậy đó. Để kiếm hạt thiếu lâm BK10 lên đập mấy lò mà chích mẹ luôn. Có nào cho tao mượn hạt thiếu lâm không? Đủ má hứa tài trợ tiền mua máu. Hứa tài trợ bán mi thiếu lâm 70. Thiếu lâm 70 quýnh cái lồn gì? Ê, lồn thiếu lâm này ngon nè. Thiếu lâm này có bộ ngon nè. Có hạn không? Đủ má lồn hạn 800 mấy quýnh cái lồn gì? Má để kiếm con thiếu lâm nào dữ rồi. Anh em là có thiếu lâm không, liên hệ đủ Facebook cho mượn á anh em. Anh em là có thiếu lâm đủ hả, liên hệ cho mượn cái. Một ca, ca cái lùn què, một ca. Để nó mượn thiếu lâm coi, để coi coi mượn coi có con nào có thiếu lâm không. Tao đánh bọn két bãi, con cặc, tao lên tao đập mày luôn nè. Không có bọn nào két bãi, tao lên tao đập mày luôn. Từ từ anh em, từ từ. Để kiếm thiếu lâm cái đã, anh em có thiếu lâm không? Này có thiếu lâm không? Để kiếm con thiếu lâm cái đã anh em. Đủ mẹ nó, giờ kiếm con thiếu lâm cũng khó rồi nha. Không có gọi là... Đây. Ê. Để kiếm con thiếu lâm gây đủ mẹ nó. Há giờ kiếm con thiếu lâm hơi cay nha. Từ từ để tôi kiếm con thiếu lâm cái đã anh em. Kiếm thiếu lâm mà chơi khô máu với anh em luôn nha. Kiếm con thiếu lâm chơi khô máu với anh em luôn. Còn tài làm con cặc gì có, nó cũng mượn người ta chứ có con cặc á. Ơi, tham Facebook đủ mẹ. Tao đập mày chết mẹ mày luôn. Từ từ anh em. Đừng vội vàng. Thích thiếu lâm. Tụ mẹ mày hàng long. Hàng long đủ má. Hàng long tao bắt trưởng kìa. Hàng long tao bắt chảo á hàng lồn. Mày đem thiếu lâm lên cho mày thêm tiền. Đủ má mày, tao đem thiếu lâm lên cho tao thêm tiền. Tôi quýnh mày ỉu ra cứt luôn nè, chứ ở cho thêm tiền. Rồi, lộn. Tỷ mẹ đang like. Đọc bát, người ta vô. Sao đủ mẹ, mày ngu gì vừa đó thằng lộn. Cho mẹ nó, đủ má ghê à. Nguyễn Ngọc Hân, đủ má ghê à. Trời ơi, lộn mày chơi ghê vậy trời. Lồn thì đưa bát con cặc gì vô cái đường đéo đâu. Có vô được đéo đâu. Hành đúng lâm an, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa sông trong chiều. Tìm mình tư dư như cối răng đầy trời. Đéo vô được. Thằng lồn mày sao lồn. Đéo vô được. Đủ mẹ mày. Để tao vô tao coi bát nó là gì đúng không. Mà em đợi xíu nha. Trời đủ má nữa. Còn số nữa. Đang sử dụng thằng lồn. Thôi rồi. Đây sử dụng rồi. Má này sụ lồn. Mày biến mẹ mày quên 12 cái lồn má mày 12. Mày biến mày em luôn đi. Mày sụ lồn tao hoài cái lồn má mày. Biến mẹ em đi.
phụ lồn bán chết mẹ bây giờ. Em đợi xíu tôi ký mạc cái anh em. Sổ lồn à, đéo có con cặc gì hết. Má mày sổ lồn ghét mày tao khoái chết mẹ mày. Giờ rảnh quá thằng lồn à, đéo có cặc gì đó, anh em vô rồi đéo có con cặc gì đó. Anh em đợi tôi mượn cái hạt cái đã. Mày lên tao đập mày nè con. Mày lên tao đập mày nè. Mày đợi tao xíu đi tao mượn hạt cái tao lên tao đập mày nè. Thiên Tứ hả? Nô nem với Ban Quy hả? Ngon á, trận đó ngon á. Trận đó đánh ok á. Trận đánh ok á. Rồi có hạt thiếu lâm rồi. Có hạt thiếu lâm rồi nha quý vị ơi. Trời cái mít kìa, cái lùn má cái mít kìa. Rồi 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 có hạt rồi. Có hạt rồi. Có hạt rồi, có hạt rồi. Đù má 77 luôn. Cấp 77 luôn anh em. Cấp 77 luôn. Ngon ngon ngon. Cấp 77 luôn anh em à. Cấp 77 luôn. Có rồi, có rồi. Có rồi. Cấp 77 luôn nha anh em nha. Đủ má chữ bị trời trong ba mấy dạng luôn. Trời ơi dân chơi thiệt á. Thấy là thấy dân chơi à, thấy lũ dân chơi à. Nhưng mà dân chơi ai xài máu này. Trời ơi đủ mà dân chơi không ai xài máu này bao giờ. Dân chơi không ai xài máu này bao giờ đó. F3 đủ mẹ nè. F2 trời ơi đủ mẹ dân chơi xài thuốc lắc thiệt chán thiệt. Ừ dân chơi là người ta phải xài đủ mẹ cái này nè đó. Em Lâm Bình ơi đủ mẹ lộn chết đủ mẹ dân chơi này. Mana nó ít quá, mana chơi 10 bình này thôi. Đủ mẹ dân chơi lỡ rồi chơi máu này nè đó. Dân chơi rồi chơi máu nè đó. Đủ mẹ dân chơi rồi mình phải chơi qua cái này người ta mới nở chứ. Ủa dân chơi còn qua cẳng rồi ghiền dừa. Dân chơi rồi hỏi chơi mấy cái này người ta mới sợ nè. Qua bên Thành Đô cái nè, leo xeo rương Thành Đô cái nè. Đó Thành Đô nè, đó mang cặp chì vô nè. Đó rồi lấy cặp chì ra nè. Đủ mẹ lấy cặp chì ra nè. Trời ơi đủ mẹ trong dương gì ba cái đồ này làm gì ta. Đồ làm giá đẩu hả. Dục mẹ đi để bỏ cái chì vô cái thôi. Ơi đủ mẹ chán chết mẹ luôn.
Rồi, ok, bây giờ đi lên nè. Tàu á, Leo chơi nè. Nhạc có động lực nè. Đó, đủ quá, nhạc có động lực rồi đó nha. Nhạc có động lực rồi đó nha. Chơi nè. Thử tiền hả? Ờ quên, đủ mẹ nhờ anh em nói nha. Anh em không nói chắc chết đĩ mẹ rồi. Anh em không nói là chết cứ đĩ mẹ rồi. Rồi tôi quay làm gì vậy? Đủ má, mày chờ sẵn anh ở đây hả? Mày chờ sẵn anh đó ha, thằng lồn. Con cặc anh đéo lên á, từ từ anh lên, tụi mày dẫm con cặc gì á? Tụi mày làm gì á? Đủ mẹ có 4 slot 7x mặc câu quật anh em nào chen không 4 slot đủ mẹ 4 slot lát ghi 3 slot thôi đủ 4 hơi cao 2 slot ok mà giờ đang có thằng lồn này cầu sát phụ cái được không đủ mẹ phụ gái được không đủ mẹ hứa ok lên đầu cổng đi lên đầu cổng nghe không lên đầu cổng liền đủ mẹ nè còn hai slot mà có quật anh em nào chen đó ở đâu ok mà giờ đang có thằng này tù xác chặn cổng lên phụ cái được không đủ mẹ lên phụ cái được không đủ mẹ mình đến với nhau nhẹ cái được không à từ từ hồi nhỏ anh em lên phụ cái được không lò mày lên mày dậm cái lông má mày dậm gì vậy dậm đi mày mày dậm trời đủ mẹ nó dậm cái ứ luôn lậu ơi lên làm một cái ứ luôn lồn mày ghê thiệt ta ơi lồn mày mày dậm hoài luôn đi đủ mẹ nó kêu anh em tao lên quốc mày chích mẹ luôn nè mày dậm ở đó mày dậm từ nó đang dậm ở trên này nè anh em nó đang dậm ở trên này nè để tôi hoạch ti cái đã anh em tôi về tôi hoạch ti lấy màu tím cái đã để về hoạch ti màu tím cái đã anh em đủ mẹ thôi nó dậm ứ ư luôn á ở mấy con lồn mày kêu phụ đéo má đéo nào phụ ta không này tháng nào thấy hồi âm á ta đâu rồi đủ mẹ còn 2 slot tủ mẹ mặc câu quật nè anh em tủ mẹ hai slot mặc câu quật nào mấy ba rồi vô ti cái em ồ xác chích queo hả qua đây tôi hợp tí đủ khỏi để tôi lên tôi dẹp tụi nó ra rồi ông chạy lên đủ mẹ mình dân chơi mà mình đâu sợ thằng con cặc nào đâu anh em dậm chọi cái lồng má đổi màu liền ghê lắm tụi mày đổi màu liền nha tụi mày đổi màu liền từ đủ mẹ mày tao dắt tụi mày ra xa một xíu đã lên đi dậm mày chích mẹ luôn chứ giỡn với tao hả thiên la địa võng hả vắng thiên la địa võng hả thiên la địa võng hả đủ mẹ mày thiên la hả rồi lên đi đâu ông đâu đủ mẹ thiên la địa võng hả trời ơi lồn cái phù rồi mày chích mẹ mày với tao mày chạy đâu thằng mặt lồn mày chạy đâu đủ má mày chạy lắm mày chích mẹ mà luôn chạy hả lên
chậm mày thấy mày em luôn. Có còn thằng Thiên La nè, đầu cổng, đầu cổng, đầu cổng nè thằng Lồn, đầu cổng nè. Đủ mẹ, ghê à, đủ má có dòng gami hả? Đầu cổng, đủ mẹ. Kéo anh em lên cái coi. Đầu cổng nè. Vô vô, em khóc rồi, vô tí, trời đủ mẹ, ghê à, gami nữa, đủ mẹ. Vô 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 tí, vô tí, vô tí. Vô tí, trời ơi, đủ mẹ vô tí. Gami này quýnh ai trời. Trời đủ má, nhìn mày bết quá vậy. Chết thì kiểu này đủ má chứ một mình tao đủ mẹ xong xa mặt trận rồi. Lồn đường môn này lát tao dặm mày chết mẹ mày là mày xong. Thôi ơi, thử bắn, bắn cái lùng má bắn từ từ đi để tao kéo anh em tao lên đó đã. Tao kéo anh em cái khế tao lên cái đã. Chú dạ hả? Có không? Có chú dạ hả? Em... Đâu, 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 đưa đây cho anh. Em mời người ta nhờ Facebook á. Trời ơi, có chú dạ luôn hả? Có chú dạ hả? Đủ... Đủ quá, có ạc ạc, chú làm tao biết chú dạ luôn nha anh em. Quỳnh vô cầm ạc đủ mẹ, để kêu tài, tài cặt lỏ đủ quá. Cầm ạc này vô chinh chiến với anh coi phụ anh thấy thôi. Đủ mẹ hay... Chú Lâm, chú Lâm. Anh vào đến kia đây để em vào đến này hả? Rồi, rồi, ok. Rồi, có anh em có rồi, hai anh em tôi đủ mẹ, hai anh em tôi nè. Hai anh em được rồi. Rồi mày vô ạc này đi đủ mẹ rồi. Rồi tôi vô ạc 8 mít kia đó anh em. Đủ mẹ vô ạc 8 mít kia đó. Có thằng phụ rồi, có thằng phụ rồi. Đủ má, có xe ôm phụ rồi anh em à. Có xe ôm phụ rồi. Đủ mẹ. Rồi à, đủ má, có người phụ rồi, có người phụ rồi anh em. Đó, cái lùn má thằng này thì thôi khỏi bàn. Ở đủ mẹ gì vậy, chơi gì cơ? Ở cái chì đâu, cái chì, cái phá thiên chì đâu đâu. Ừ. Có phá thiên chì đồ nữa chứ, đủ mẹ kiểu này chết. Ừ, đủ má quá đẹp luôn, có luôn rồi nè. Có luôn rồi nè. Đủ mẹ quá đẹp luôn. Để em lóc ngami cho em vui luôn. Ok luôn, đủ á. Lên chơi tụi mày nè. Đủ mẹ, tụi mày xong đời tụi mày hết rồi con à. Lồn này dân chơi thì có tiền dạng trong dương nữa. Đủ má, này dân đâu mà có tiền dạng sẵn trong dương ngon dữ vậy ta. Lên em, đủ má lên, đưa tụi mày về biển hết luôn nè. Chết con đĩ mẹ mày rồi nè anh em ơi, để kéo anh em lên nè, để kéo anh em bang 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 lên nè anh em ơi, lên mặt có quật, mặt có quật chiến nào. Đủ má, này có chức vụ gì trong bang hả? Kẹo hồ lô chết đi mẹ, này đéo có chức vụ gì trong bang hết. Đủ mẹ Minh Nhí, đủ mẹ ảnh Minh Nhí trong bang. Chơi mẹ nó máu này luôn đi mà dân có tiền mà. Đừng có. Nhưng có tiền mà mình sợ ghéo thì chơi máu này luôn. Đủ má, hạng 3 server chứ không phải chơi đâu nha anh em. Hạng 3 server nha. Tụi mày coi nè, mấy thằng hạng 3 server nó quýnh cho tụi mày thấy nè. Đủ mẹ. Đâu rồi, mấy thằng kia dám nhận cổng nữa không? Chặn cổng nữa không? Đủ mẹ tụi bay chặn cổng nữa không? Chắc chạy về hết rồi. Đủ má, thấy nó lóc ạc 8x của đủ má. Hạng 3 server vô là chạy bạc bạn, chạy về liền rồi. Đủ mẹ. Cửa. Ở đâu rồi? Anh đánh mà câu quật mà chắc mấy nó chạy về hết rồi. Đủ má, sợ anh rồi. Đó, đâu? Đủ mẹ, mày đâu lên đây? Mày nãy tụi mày giữ đúng rồi, ra đây. Đâu rồi? Đủ má, rồi vô tí mày. Vô tay liền. Có đủ má anh em mang thiên lên rồi nè. Đủ mẹ. Đi đồ xác chích mẹ mấy nó nè. Đi đồ xác chích mẹ nó. Đủ mẹ nãy tụi mày quýnh tao hả? Đi. 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 Đủ mẹ mày mấy bang ba bang A nãy quýnh tao hả? Tao vô mày 4-5 thằng mày đè đập tao giờ có anh em tao nè.
Anh em Thiên đang lên mà có quật chăm chăm hả? Này bạn nào, anh Thiên, Thiên, nè anh em idol sát. Bang anh em quất tôi nè, đủ mẹ nào này chủ ạc nè, mày nào đó. Đâu rồi, bà Nga đâu rồi? Mày nãy tụi mày giữ tụi mày là chơi tao, rồi chơi khô máu tao mà. Ủa, là chơi khô máu tao luôn. Yết nó tao. Ủa mẹ mày, tao dí tụi mày, tao quất nè, thấy chưa, thấy ạc này giữ chưa nè, bung được tay rồi, bung rồi. Dục luôn, dục không được á. Dục không được, dục được là dục luôn rồi. Đủ mẹ, dục được là tao dục con ngựa luôn rồi. Lòn nhạc nè. Đủ mẹ, mày đứng lại đây. Đứng lại đây. Đủ mẹ, bây giờ tao kéo kiểu lý vô nữa. Giờ tao kêu tiệp mắm hả? Này là tiệp mắm hả? Đủ á, mày nãy mày chắc mày cũng tham gia trong vụ quýnh tao nè. Nãy mày cũng tham gia trong vụ quýnh tao không? Đó, mày chạy ra, mày chạy đâu hả? Kéo anh em mày lên đây mày. Đủ mẹ, kéo anh em mày lên đây. Dậm mày chết mẹ luôn, kéo anh em mày lên đây. Mẹ theo mày nè, tao con cặc tao theo mày nè. Đó, mày dẫn tao đi đâu, coi mày dẫn tao đi đâu. Mày dẫn tao đi đâu, đó tao theo mày luôn á. Mày dẫn tao đi đâu? Đi đâu? Đi đâu hả, cái lâu mẹ mày. Mày dẫn tao đi đâu hả? Đủ quá, dẫn tao chạy điên hả? Trường Bạch Sơn Nam kiếm mấy anh em. Đủ má lên Trường Bạch Sơn Nam. Trường Bạch Sơn Nam. Đủ má Trường Bạch Sơn Nam. Con cặc lên Trường Bạch Sơn Nam tao. Bang A trên đó nhiều lắm, Bang A trên đó nhiều lắm. Đủ mẹ tao chạy nãy rồi. U dây, qua Phượng Tường. Trường Bạch Sơn Nam luôn Phượng Tường anh em. Qua Trường Bạch Sơn Nam anh em. Ở đâu nó đang trên Trường Bạch Sơn Nam phải không? Rồi ok, nghe anh em rồi lên liền. Ok anh em chỉ đạo, anh em chỉ điểm là tôi lên liền Trường Bạch Sơn Nam đúng không? Tôi lên liền luôn nè. Đủ mẹ Trường Bạch Sơn Nam nha. Mua máu lên liền. Đủ hả, anh em chỉ điểm là tôi lên liền. Không có chờ đợi gì nữa anh em à. Chết mẹ mày nè con. Bê cái mực trò ơi, lộn phụ kịp hên quá. Lộn hay quá, phụ kịp thôi, chết mẹ mày cái tao rồi. Đủ hả mày, nãy mày tao biết có thằng mày có nhúng tay trong trận gọi là sát hại tao không. Đi cái lồn. Nhảy cái lồn con chim chị mày. Nhảy cái lồn má con chim chị mày. Nè nhảy nè, nhảy cái lồn con chim chị mày nè. Nhảy nè, đủ má mày nhảy giỏi lắm con. Ừ đủ má mày giỡn với anh nè. Này mất chạy, nó dạy con cặc hồi nãy tụi mày không coi nó quýnh tao hả? Nó quýnh tao như chó luôn tụi mày không thấy hả? Tụi mày đâu thấy nó quýnh tao như chó đâu. Đủ quá, nãy nó quýnh tao ỉa cứt luôn. Con cặc đi về. Đi dân boss luôn. Đủ mẹ. Mày đi dân boss luôn chứ đủ mẹ thiệt. Mở bài Sika Bú hả? Sika Bú nãy giờ mở mấy lần rồi ba. Mấy anh em mình á, thấy không, cái mà bình luận mình đang ghim á là cái kênh Facebook của mình á, à là kênh YouTube của mình á. Anh em nhớ bấm đăng ký ha, bấm đăng ký để mốt các bạn xem like nha. Yeah, chu đù lá. Ờ lột PK đủ má PK 7 rồi, giờ rửa cho nó chứ thôi nó không biết đủ mẹ vô chết á. Đủ mẹ có xu không, tôi rửa giùm luôn cho. Có xu lấy xu tôi rửa giùm luôn cho. Ờ đéo có xu luôn, đủ má thì khổ. Nào xe chứ đừng lè, chứ đừng lè. Cái gì? Đâu không? Có ai đâu đủ mẹ. Anh có thấy ai trên này đéo đâu. Boo, chứ đừng lè. Để rửa PK cho nó anh em. Ôi, anh ơi, 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 an
Đâu không? Ok, ok, đợi anh xíu, đợi anh xíu, anh lên liền. Đồ má, anh lên liền, đây nè, anh lên liền. 50 xu bằng bằng con cặc đồ mẹ, mày tao có 50 xu rồi. Đồ mẹ, mày tao có 50 xu rồi. Đông lắm hả? Đủ má đông lắm hay gì la dữ hả? Gần chục thằng. Rồi à, gần chục thằng luôn hả? Không sao, cứ để đó anh lo. Đủ má anh lo được hết á. Tao, tao đầu gỗng nè. Tao, thằng nào? Trời đủ mẹ, đủ mẹ mấy thằng này mấy thằng cơm tép mà đủ mẹ. Bu ê anh quýt chết mẹ hết luôn nè. Bu vô dậm nè, đủ mẹ anh dậm. Bút máu cho anh vô. Bút máu cho anh vô, anh đang giữa vòng dây rồi. Đủ má, đang, đó, anh đang giữa vòng dây rồi, anh dậm. Đó, anh dậm ghê lắm. Mày né ra, trời ơi, đủ mẹ, mày đứng vậy là chết manh rồi. Chết mẹ rồi, anh vô giữa vòng địch rồi, đủ má. Anh vô chọi mà ti tao nữa trời, vô giữa lòng địch đây, từ từ đủ má nên chạy ra đó. Đủ mẹ giỡn với anh hả? Đâu rồi? Thằng kia đâu rồi? Đủ mẹ giữa lòng địch nè. Chết mẹ mày tao nè. Ti tao bút à, đâu mày thật tâm. Vô ti tao lẹ thật tâm. Đủ má một mình anh cân hết luôn. Ó, đủ quá, anh cần ghê lắm. Thở mấy này chịu đâu nổi anh đâu. Đủ. Mày đừng có chính đủ quá, em chính làm lộn gì. Dứt nó, đủ má, đúng rồi, dứt nó. Hai mình dứt nó tao. Đó, đủ mẹ hai. Đó, đó, anh em tao lên tới ơi. Thằng lồn cung lôn mày chém ghê lắm nè. Chậm chích mẹ nó đâu, đó, đó. Nè, mày rớt xuống đây, chơi với tao hả? Đó, đủ má mày, tiểu hắc lên tới rồi, mày thấy chưa? Mày thấy ghê chưa? Mày kéo anh em mày lên đây. Đủ mẹ, mấy anh em đồ cơm của mày kéo lên đây. Một mình tao thôi, tao quýnh hết nguyên quang mày luôn á. Đủ, giỡn với tao hả? Nè, giỡn với tao hả? Đồ cơm hả? Mày là gì? Mai giáo hả? Mai giáo anh em gì? Anh em học bộ giáo hả? Hộ báo học bộ giáo hả? Hộ báo học bộ giáo hả? Chạy đâu hả? Mày chạy đâu hả? Chạy kiếm tấm chạy hả? Phong tỏa tao luôn. Chạy kiếm tấm chạy hả? Đồ á, đừng dẫn giỡn với anh nha, anh đập trời ơi, chém hả? Đủ má mày chém với anh hả? Anh bú mày chết mẹ luôn, chém với anh hả? Chém với anh không? Kéo đây, nè, đại sư phụ nè. Đại sư phụ, đổ má, đại sư phụ chưa quýnh đạo phù. Đừng con. Đại sư phụ nè, đổ má. Ú lòm không? Đừng dây. Trời ơi, các bạn làm gì có thằng nào có mía mà đập tao. Ú bằng lòm còn vé đi Đà Nẵng lếu lèo hả? Lếu lèo là gì? Tú hay bú lòm. Ấy. Mày ghê quá rồi, mày nói chuyện bú lòm ghê quá. Tụi mày lên đây, tụi mày làm gì vậy? Dứt mày. Dứt mày nè, chém nè, chém không? Mày chém không? Giỡn tao, tao đọc mày ỉa ra cứt luôn chứ, chém tao hả? Thôi ớt, thiếu lâm ghẻ. Đủ, tao quýnh với mày tao không cần bút máu luôn. Đúng rồi, phóng lại, hay quá mày. Hay quá, đủ quá, phóng lại cho anh. Cung lôn khí đủ rồi. Khí đủ, đủ quá. Mày giỡn nha nè. Lính mã siêu, đủ quá giỡn nha nè. Thằng nào nữa, đủ, thằng nào lên đây kéo hết lên đây ơi.
Tú hay búa lồn gây thương tích lồn cái ghê vậy. Lồn mày nói chuyện nghe ghê quá. À léo lèo là liếm lộn hả, nghe ghê giờ vậy. Đủ mẹ nói chuyện gì văn hóa gì kỳ vậy. Không biết nước đã sợ rồi. Tao có đồ xác mấy lồn này, đồ xác coi. Mấy lồn này nãy quýnh tao nè, hiểu không? Lên đập nó lại trả thù. Đủ mở nhạc nghe liền. Mở nhạc liền, đủ mà. Đủ má mở nhạc liền. Trời đủ mẹ nhạc này chắc thế nào không bạn bị bản quyền à. Nhạc này thế nào không bị bản quyền à. Thôi đủ mẹ mở bài khác đi. Mở bài khác đi. Đủ má nhạc này thế nào không bị bản quyền à. Mở nhạc này ó. Phong Lê đủ má Mr. Phong Lê. Đó, tiếp là tiếp nè. Trời ơi, đủ má mình quậy luôn hả? Quýnh lộn là bị quýnh mình vậy, quýnh mình là quậy luôn á. Tao đâu có đi đâu đâu hả? Ok, thôi mình kết thúc tại đây đi anh em à. Ok. Thôi bây giờ mình xin phép anh chị em mình kết thúc livestream tại đây nha. Chúc các bạn một buổi tối online vui vẻ tại vorlongbk.net nha. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye anh chị em. Ai cũng muốn làm quen, ai cũng có tên như anh rủ.